Xin giới thiệu với mọi người, đây là cây tùng la hán nha mọi người. Cây này được gieo hạt nha mọi người. Cây gieo hạt thì nó mới có rễ cọc mọi người. Thì mình vô ống như thế này á, sau này cái rễ nó bắt đầu nó mới dài xuống được mọi người. Chứ những loại dâm cành hoặc cây chiết á, thì rễ nó sẽ ăn ngang nha, nó không ăn xuống được mọi người. Hoặc là ăn xuống thì cái rễ nó yếu lắm, mà sau này mình không có làm bám đá được. Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay ở ngoài trang trại của ba mình mọi người, thì mình tìm được một cái ống nước mọi người, nó cũ lắm rồi, giờ nó bị bể mọi người, nó bị bể ở cái đầu rồi. Thì cái ống này bây giờ nó bể rồi cũng không có làm gì được mọi người, cũng không có làm ống cống này kia được, nó sẽ bị ốp đó mọi người, tại nó có cái đường cắt ở giữa rồi. Thì cái này hồi đó cặp vô cái máng xối để làm cái ống thoát nước đó mọi người, thì nó bị gãy đi, nên bây giờ mình sẽ tận dụng lại để làm cái ống này, làm cái trồng cái cây tùng la hán, nuôi ống nha mọi người, nuôi ống cho rễ dài để sau này mình ghép lên cái viên đá mọi người. Mọi người thấy cái ống nhựa cũ à, giờ bây giờ nó cũng giòn lắm mọi người, nó cũng không còn độ dẻo nữa đâu, nó cũng nhiều năm hết rồi. Mình sẽ quay khung cảnh ở vườn mọi người, có ao, có cái ghe ha. Bây giờ mình sẽ dùi lỗ theo những cái đường này mọi người, chứ nếu không mình để vô đây á, thì cũng được mọi người, nhưng mà nó sẽ không có chắc. Tại vì để mà nuôi một cái cây tùng mà rễ nó dài á thì phải mất từ cả năm 2 năm á mọi người nó mới dài được đó. Nên là mình phải dùi lỗ cố định cái ống này cho nó chắc chắn mọi người, chứ để mình nuôi được một năm rễ bắt đầu nó ăn xuống được, chưa được tới đáy mà chưa được tới dưới đất á mọi người, mà nó hư á thì uổng lắm ha, uổng công mình. Cái này nó tính lâu dài nên mình làm bền bền chút ha mọi người. Thì mình sẽ dùi lỗ ha, mình dùi từ trên xuống dưới, cột cho cái ống này nó tròn luôn, để cái rễ sau này nó ăn xuống cho nó tròn mọi người. Thì mình dùng cái mũi này mình dùi từng lỗ mọi người. Và sau đó mình có thể là dùng dây kẽm hoặc dây rút ha, chắc có thể là mình sẽ sử dụng dây rút cho nó nhanh mọi người. Thì ở ngoài này ba mình có trang bị dây rút kẽm đồ này kia đầy đủ, nên mình nghĩ là mình sẽ dùng dây rút. Còn trước mắt thì bây giờ mình sẽ dùi từng lỗ nha mọi người. Giờ này thì cũng 5-6 giờ tối rồi mọi người, nhưng mà tại vì hôm nay ở ngoài đồng trời nó sáng mọi người. Cái ống này rất là dày nha mọi người. Ống này nãy mình quên coi bao nhiêu rồi, nhưng mà ống này thì cỡ size 90 á mọi người, nên nó rất là dày nha. Mình sẽ dùi từng lỗ để mà mình luồn dây vô, mình cột cố định lại mọi người. Nhanh lắm mọi người, dùi chút xíu là xong à. Thì cái loại tùng bám đá thì mình sẽ tùng trồng bằng cái, nó có hai loại mọi người. Thường thì người ta sẽ chiết cành, dâm cành và gieo hạt mọi người. Thì cái cây gieo hạt thì thường nó cũng rẻ lắm. Hôm rồi thì mình có được mấy cây gieo hạt, mình trồng cũng bắt đầu cũng phù hợp rồi, bắt đầu nó lên xanh tốt rồi, nên là bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tìm cách là mình nuôi cái rễ cho nó dài đi, dài là hơn nữa mọi người, để sau này mình ghép lên những cái viên đá đẹp đó mọi người. Mình để nhìn nó sẽ nhìn nó vui mắt hơn. Là những cái cây uống, với lại mình thì cũng không có tự tin vào cái tay nghề uống của mình lắm, nên mình trồng bám đá là một trong những cái phương pháp dễ dàng nhất mọi người. Nếu mà mới bắt đầu chơi bonsai thì mình nghĩ là trồng những cái bám đá này kia nó sẽ dễ nhất mọi người. Nó cũng được cái nữa là nó là hàng độc bản mọi người. Tùng rễ dài thì ai cũng có thể trồng được, nhưng mà khi mà mình bám lên đá thì viên đá thì mọi người cũng biết rồi, nếu mà đá tự nhiên thì không có viên nào giống viên nào hết. Nên một khi mình cho bám đá lên, thì khi mình cho bám đá lên thì cây nó cũng tự bám mọi người, nên là cũng không có cái cây nào nó giống được cái cây nào mọi người. Nên nó sẽ là hàng độc bản riêng của mình. Thì cái cây đó là do mình tạo ra, cái xuất nó độc đáo hơn hơn là những cái cây nó có hàng công nghiệp mọi người. Cây nào cũng giống cây nào thì nó cũng không có gì đặc sắc.
mua thì cũng được mọi người, nhưng mà mua về thì nó không có hay, nó không có vui. Mình làm nó trải qua cái những cái thời gian vậy mọi người, giống như có cái kỷ niệm, có cái gì đó sau này, giống như một cái cây mà mình trồng thành công thì giống như là nó có một cái câu chuyện dài đó mọi người. Thì nhân dịp đó thì mình cũng bắt đầu mình sẽ quay lại những cái clip mình làm những cái cây này mọi người. Có thể là sẽ theo từng năm, nó hơi lâu mà, nhưng mà nó cũng là một cái quá trình, cái kỷ niệm. Và sau này nếu mà cái cây đó may mắn mọi người, nó thành một cái tác phẩm đẹp á, thì mình cũng có một cái câu chuyện để kể về nó mọi người. Mình kể từ từ lúc mình làm, hoàn thành những cái bước đầu tiên, rồi chăm sóc để mà hoàn thiện lên một cái tác phẩm mọi người, cũng rất là kỳ công nha mọi người. Nên mọi người thường sẽ thấy là những cái cây cảnh thì thường nó sẽ có giá hơi cao, tại giá nó sẽ tùy vào cái người bán mọi người. Họ cảm thấy rằng cái công họ cao thôi, còn cái giá trị cái cây nó cũng vậy, nhưng mà để cái công sức, cái thời gian tạo tác ra nó lâu quá mọi người. Dây rút này cũng rẻ mọi người, nó không có mắc ha. Mình mua thì mình có thể mua cái loại dây rút ký á mọi người, chứ mọi người đừng có mua cái loại vô bịch tách sẵn mà một bịch mấy sợi thì nó mắc. Chứ mình mua cái loại ký thì nó rẻ lắm mọi người. Bây giờ những cái trang thương mại điện tử họ bán thì rất là rẻ. Mọi người mua loại ký á. Và thường là những dây màu đen, màu này kia thì nó là dạng nó giống như nhựa tái chế mọi người, thì nó sẽ rẻ hơn cái loại màu trắng ha. Thì trắng càng trong thì nó càng mắc mọi người, tại nó là nhựa nguyên sinh. Thì cái này sau khi mình rút thì mình cũng có kinh nghiệm mọi người, đó là mình rút ở trong trước nha mọi người. Đó, tại đôi khi cái tay ai to thì không có thể luồn vô trong được, nên nếu mà mình cột hai đầu trước á thì khúc giữa sau này mình sẽ rất là khó cột nha mọi người, bị nó siết ở đầu rồi á. Con phải tháo ra làm lại. Cái này lúc nãy mình cũng bị sai lầm ở chỗ là mình cột ở trên trước mọi người, xong tới chừng khúc giữa đâu đưa tay vô được đâu. Đó. Thì bây giờ mình rút lại từng mối vậy mọi người, cho cái ống nó tròn đều, nó chắc mọi người, chứ để không sau này nó thấy cái nó bị ốp mọi người, với lại nó có một cái đường giữa vậy nó dễ gãy lắm. Có những dây nhựa này nó chịu vô thì nó đỡ hơn. Thì đây cũng là lần đầu tiên mình làm nên mình nghĩ vậy mọi người, chứ không phải là kinh nghiệm mình có nha, mình chưa làm cây nào rễ dài như thế này cả. Thì trụ này nó dài cũng phải 60 phân đó mọi người. Rồi mình hoàn thành. Và bây giờ về thì vô cây tùng thôi mọi người. Có lẽ mình sẽ không quay cái cảnh vô cây tùng ha mọi người, tại cái đó dễ lắm rồi, trên YouTube rất là nhiều nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình.